Kim chào cả nhà. Hôm nay thì nhà Kim là do nóng nực quá, cái thành ra không có nấu ăn. Bây giờ Kim với mẹ với lại cháu Kim sẽ đi ra quán ăn cơm nha. Đây, Kim kêu một phần cơm với lại một phần heo chiên giòn với cánh gà với lại lườn ngỗng áp chảo nữa mà chưa có ra. Đây là cả nhà. Đây là lườn ngỗng. Đây bây giờ Kim ăn lươn ngỗng nha. Gắp cái tay con vô đại đi. Bóp cái tay đại đi. Đại là được. Ăn thử miếng gà. Gà chiên mặn mặn. Rồi đây nè cả nhà, bây giờ Kim sẽ vô ăn quán chè 280. Nó nằm ở gần ngay chỗ công an tỉnh Bình Dương mình đó. Kim cũng không biết kêu đây là gì nữa. Đây nè cả nhà, cái quán này ăn rất là ngon. Kim kêu hai phần đậu hũ sầu riêng, một chè hốt nốt sữa. Đây nè cả nhà, hai phần đậu hũ với lại một phần hốt nốt. Rồi mời cả nhà ăn nha. Đây, rất là ngon luôn. Bán ông đó là mua.
dở bà dở. Chết lắm. Cô bán vé số ở cả nhà của chạy cái bà chạy gặp cái bà chạy một tí. Gặp cái ông bánh kẹo gì cứ hề chứ. Cô, cho cô hỏi sầu riêng này là gốc ở đâu cô? Gốc ở đâu hả? Dạ. Cô biết nhưng mà chị chồng cô là hồi đó bà ăn gì, bà ăn làm ăn thất bại và đi sang Campuchia bên Thái gì đó, rồi bà ăn này, bà về con bà ăn bà như là làm này, phải là gốc ở đâu? À, dạ. Thằng con bà là chàng gọi cô gặp mỡ, rồi bắt đầu tức tức là bà ăn gốc. Con ở đây mấy chục năm rồi mà con không có biết cái món này. Bữa bà cô mới dắt đi con mới biết đó. À, ăn nó ngon. Cảm ơn lúc món lên nhà bà anh kia. Dạ. Nhà bà anh kia. Dạ. Ăn cái quá tải quá, khách lâu quá mới hiểu tại sao. Bữa mà đầy lại. Bữa đầy nhiều đầy lắm. Nay nó lên bà có ba người. Món cái có ăn quá nha. Bánh chè mà muốn 33 triệu. Có con 3.000. Ăn quá ngon luôn mà cái 52.000. Cô ngồi là cô chủ quán á cả nhà. Ở trong thì rất là nhìn hấp dẫn luôn. Sao vậy cô? Ủa sao cô để tiễn nhân viên thì con xin con làm mà cô không tiễn con là sao? Ủa thì bây giờ cô mướn nhân viên tháng nhiêu cô trả con nhiêu? Sao vậy? Sao trả con không nổi? Trời ơi, làm con đang hắc nghiệp mà con xin cô mà cô không nhận con à. Rồi đây cả nhà ơi, sau khi ăn và nói chuyện với cái cô chủ quán thì rất là vui luôn. Kim xin làm mà cổ không có nhận nha cả nhà. Cổ nói cổ trả không có nổi. Rồi bây giờ Kim đi về nhà đây. Sau khi ăn thì bây giờ Kim về nhà massage nha. Mình hưởng thụ một tí xíu. Rồi sau khi ăn và massage xong rồi thì bây giờ Kim sẽ chuẩn bị đi ngủ nha. Kim chúc cả nhà mình ngủ ngon và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.